Hey, nhớ rằng cô nhân lúc xanh. Nhớ cho quý mì. Quý Isabella. Cô thông qua hút tăng cho nên cả phương dư thế này thì cái tin năng trả sẽ đầy nhau tỏ trẻ. Cả nên tuần ra bế cổng nông tới nụ chua thì mà thích cổ xa nụ quan sảo đó. Bây giờ mua tòa cao, sư tư tòa cao, music, entertainment. Ờ, cho cái này sẽ tốt cổng bế đồn hôn tới hôn tới giới hãy nụ lọ dễ hẳn đi. Cho cho mình tư mình nhỏ tòa thì sư thiên hôn là mình linh đại dấu ế cho hà cho cô đó để cho mình nhỏ nọ ý nụ tộc cho bế khóc contest nè. Khi hà nụ chênh bế bây giờ trang yếu tốt số khách hàng đó bây giờ ai lúc Papaya Contest mong life này thì có tổ chia thì có tổ bây mong chỉ tìm tận đây này cụ thoát cho nên sẽ được tổ ban hoặc registration fee nào yếu mu có tổ mong life nè mình này trong share provide cho Papaya để tôi nồng cho thì cái mặt nào trong đó là sẽ là gì hoặc thôi là nhà nên lúc là lịch gì mua nên mà liên ba bảy ba bảy chế tổ nè tôi thấy đúng anh cho nên cho à sinh nhật xia mua nồng đau tuần này yếu tuần gì hoàn tới Nên tôi muốn bình sự cho thọ chơi tua này là. Kenneth from the voice of tua entertain bay thia the voice your tua lúc đầu cho bay sẽ được lòng thia. Yeah, thì tu Charlie Chaplin và những khó Papaya Contest nọ nè, ít tu nên nếu muốn bình sự nè, tôi muốn tờ tất thời chung nhất họ mong life cho muốn thua khi cho nữ sẽ kế và nếu họ những một Papaya Contest sẽ học cái gì cả. Nhà lấy họ trong sáng cứ chúng nó hỏi mình và hai cha sát tại mình trong này sẽ tùy tao ta toàn chụp ảnh còn ha come and get your pictures taken luôn đợi cụ to chị này be there